Nếu đầu kinh tôi nhớ thân mát tôi có giảng rồi, mà tôi nhớ là giảng ở một cái lớp học bên đây ở trong trong việc Vitarada tôi không nhớ. Đó, Pachuna là một vị thiên tử mà chuyên trách cái vấn đề mưa bão ở cõi người, chuyên trách cái vấn đề mưa bão. Thì chúng ta biết rằng mưa bão theo trong kinh á, thì mưa bão giông gió đó thì nó là cái hiện tượng thiên nhiên, nhưng mà nó cũng có nhiều lý do chứ không phải là chỉ có một. Thì mình hiểu đơn giản là thiên nhiên không thì chưa có đủ, mà một là do để có trời đất á, thì dĩ nhiên phải có mặt trăng mặt trời, rồi phải có cây cỏ, rồi phải có mưa giông sấm sét nắng gió mưa sương. Trời thứ nhất là thiên nhiên. Cái trường hợp thứ hai đó là ngoại lực từ chúng, hay là cái ý muốn của ai đó. Rồi cái thứ ba đó là cái nghiệp lực chúng sinh chiêu cảm. Đây là ba lý do mưa bão nha. Đây là ba lý do mà tạo ra cái mưa bão. Thì mình biết đạo đó thì mình hiểu cái chuyện đó. Tức là mưa bão nói riêng và những hiện tượng thiên nhiên nói chung nha. Thì nó là một trong ba cái này. Một là thiên nhiên là sao? Tức là cái vận hành tự nhiên của pháp hữu vi. Thế mà có thì có trái đất này thì tự nhiên là nó phải có sông ngòi kinh rạch, rồi cây cỏ đất đá, rồi nó hễ mà có những cái đó thì nó phải có cái bầu khí quyển, nó có các cái loại hóa chất, rồi nó không khí, rồi hydro nitơ vân vân, rồi những cái xáo trộn, những cái sự xê dịch dời đổi di chuyển của những cái thành phần mà đền đó đó, nó mới khiến cho có mưa có giông vân vân. Chẳng như khi mình biết là nước mà nó gặp hơi nóng đó, thì nó sẽ bốc hơi nó thành mây thành sương, rồi mây sương nó gặp khí lạnh thì nó sẽ rớt xuống thì nó thành mưa, như vậy thôi. Đó là trường hợp thứ nhất thì gọi là hiện tượng thiên nhiên. Rồi cái trường hợp thứ hai đó là do ý muốn của ai đó, có nghĩa là những vị mà có thần thông, những vị mà có thần thông họ có thể vì một lý do riêng tư nào đó mà họ làm ra những cơn mưa, hoặc họ làm cho nó bị hạn hán. Mà cứ có thần thông nên có thể là nhân loại và có thể là chư thiên nha, vì lý do nào đó của họ đó. Như trong kinh có kể là có những cái vùng đất mà người ta sống là kiểu ác ôn, sống không có đạo đức, xúc phạm tới cái chú xứ gọi là cá nhân những vị tu hành, thì làm cho chư thiên hồng đồ nó nổi giận, nó đã ăn ở phóng dật, sống phóng dật, hưởng thụ trị lạc mà còn xúc phạm đến người tu hành như vậy đó. Chư thiên họ nói giận, họ mới khiến cho xảy ra những cái thiên tai như là lũ lụt hoặc là mưa bão giông tố tàn phá cả một cái vùng đất rộng lớn. Thì trong kinh nói cái chuyện đó có cái chuyện đó. Thì cái trường hợp này vậy thì là do cái ý muốn của những người có thành thông là như vậy. Trong kinh nói là mình như mình thấy trong trên lịch sử thế giới cũng nhìn nhận là có những cái kinh thành, chẳng hạn như thành phố Bombay, là chỉ một đêm thôi mà cái núi lửa nó phun trào, nó xóa sổ gọi là 100%. Thì cái đây mình tôi đọc cái sử tôi thấy cái đó thì tôi nghĩ ra ba cách. Thì là một là thiên nhiên, thì chuyện núi lửa phun trào là chuyện bình thường. Thứ hai là có thể là do cái ý muốn của một cái vị trời nào đó, họ muốn trừng phạt mấy chúng sanh đó đó. Nhưng mà phải nhầm cái lúc mà nghiệp mà nó trổ nha, phải nhầm cái lúc nghiệp nó trổ chúng mình á, thì mình mới có thể là chịu cái sự tai họa đó. Chứ nếu mình không nhầm lúc mà cái nghiệp nó trổ thì tự nhiên mình cũng được bình an vô sự nha. Cái chuyện này phải nhớ kỹ đó, chứ không phải ai có thần thông muốn làm người khác làm gì thì làm, không phải. Phải nhầm cái lúc mà cái nghiệp xấu của mình nó trổ. Ví dụ như bây giờ quý vị có lòng, quý vị thương tôi, thương cái người đang giảng này này, quý vị muốn giúp tôi, muốn cho cái gì đó, nhưng mà nhầm cái lúc mà cái nghiệp lầm quá khứ nó chưa có trổ, nó khiến như nó trục trặc, nó trục trặc. Như tôi nhớ trong sự tạo nó có chuyện ông Trình Nhớ Kim mà ông đi đánh trận về, rồi thấy con cái ông nó nhà nghèo mà sống thiếu thốn, mà cổng thầm nó mới giúp đỡ, giúp 7 lần như vậy đó, ông giúp đủ thứ hết, ông giúp ví dụ như ông giúp tiền cho
đi mở quán ăn thì thôi bị cháy tiệm hoặc bị chúng nó ăn quỵt, chúng ta nó đòi tiền bảo kê biết sao dẹp tiệm, rồi ông thương nó cho tiền lần nữa, ví dụ như vậy, cho tiền lần nữa thì đi họ bị cờ kỳ thì cái vốn ít thì biết làm gì, mới đi bán nồi, mà bán nồi rồi cũng bán mấy cái nồi đất rồi cũng bị nó ngựa nó dẫm rồi ngựa thì đạp rồi cuối cùng ông giúp năm lần nó lực mà giúp hoài giúp được. Thì trong sự tạo có câu chuyện đó mà mình phải nhìn nhận cái chuyện đó là rất là gần với Phật pháp. Tôi nhầm cái lúc cái phước mà tới thì người ta có lòng thương mình, ngay cả đó là cha mẹ ruột của mình giúp cũng được nha. Hoặc là khi kẻ thù có lòng hại mình mà không phải nhầm cái lúc mà ác nghiệp nó trổ đó thì họ cũng không hại mình được. Còn cái lúc họ muốn giúp mình á mà cái không phải cái lúc mà cái thiện nghiệp nó cho quả đó thì họ cũng giúp không được. Thì cái vấn đề mưa bão thiên nhiên đây cũng vậy. Thứ nhất đó là hiện tượng thiên nhiên, hiện tượng thiên hợp. Thứ hai đó là cái ý muốn của một cái cá nhân nào đó. Và cái thứ ba là do cái nghiệp lực của chúng sinh nó chiêu cảm, nó khiến thì sẽ ra chuyện này chuyện kia. Thì cái vị thiên tử này nè, Bách Chuyên Má này là một cái vị chuyên trách ở đây, nghĩa là vị thầy cô có mưa gió nó có phân bố đều đặn trên cả cái vùng đất cho chúng sinh trên cái cõi người họ được nhờ cậy hay không. Thì có những trường hợp mà do nghiệp lực nó nặng quá thì vị này cũng không có khả năng can thiệp được, nhớ nha. Cái này rất là quan trọng. Thì cái cô tiên nữ, cô Canada này đó, cổ là con gái của cái vị thiên tử đó đó. Con gái vị thiên tử đó, cổ là một người tín nữ, cổ là một tín nữ. Các vị có thể để ý cái đó không? Đó là tôi chỉ riêng cái tên Bách Trung Na không á, mà tôi mở ra giùm các vị một lô của vấn đề, một lô vấn đề, một số vấn đề liên quan mà tôi mong Phật tử cũng như vậy đó. Tức là mai mốt mở kinh ra chỉ ngó cái tên thôi là nó mở ra cho mình một số vấn đề liên quan. Như mình thấy để chỉ thành mưa thôi đó là mình thấy nó quá chừng vấn đề trong đó. Rồi cái vấn đề thứ hai là cái cô của Canada này cũng là một vị thiên nữ mà cũng là con gái của Bách Chinh Na. Vì chúng ta, nếu chúng ta đọc kinh Tạng thường thì các vị sẽ thường thấy nhắc nhở cái cô này đặc biệt, và cái tên của cô cũng đáng để chúng ta suy gẫm. Tức là chúng ta biết cái cõi trời mà thấp nhất là cõi Tứ Thiên Vương, nó sống được 9 triệu năm nhân loại. Còn cao hơn một chút là cõi Đao Lợi đó thì sống tới 36 triệu năm nhân loại. Các vị biết rồi, may đó là chúng ta sống chưa được 100 năm, mà chỉ cần có chút nhan sắc, có chút tiền bạc, có chút sức khỏe, có chút cái điều kiện sinh hoạt là mình đã không muốn tu hành rồi. Mà vậy mà người ta đó là một vị thiên nữ, muốn cái gì cũng có, ăn chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện di chuyển thế là như ý, hoàn toàn như ý muốn là được. Rồi cái tuổi thọ người ta nó thì coi như là mình đếm mỗi tay, nhưng mà người ta vẫn dành cái thời giờ để xuống hầu Phật để mà nghe pháp. Tôi nghĩ chuyện này rất là khó. Và tôi nghĩ một chuyện là rất là nhiều người đông đúc này thấy cái gì đó bình thường, coi thường, chứ còn đối với tôi chuyện này quan trọng lắm, rất là quan trọng. Bởi vì tôi nói hoài, một tháng mà mình kiếm được 10.000 đô la đó, tôi đang nói như tu sĩ, một tháng mà quý vị kiếm được 10.000 đô la đó, công việc gì cũng cần biết, mà tôi chỉ biết là một tháng kiếm được 10.000 thôi. Là cái chuyện mà mình đi chùa như pháp bắt đầu nó hơi khó rồi, nó khó lắm á. Tại vì lý do tại sao là bởi vì nếu một tháng 10.000 thì mình làm mình toán mình tính rồi, một ngày nó vô bao nhiêu, làm sao mình dám bỏ nhà, bỏ sở, bỏ tiệm để mình đi, mình mất biết là bao nhiêu tiền. Đó là cái thứ nhất, đó là cái thời gian kiếm tiền. Rồi cái thứ hai nó thì một tháng kiếm 10.000 thì cái chuyện để mình xài số tiền nó nhiều ghê lắm. Mình đi vòng vòng cái nước ASEAN, xong rồi cái mình đi xa xa chút, mình qua Nhật, qua châu Âu, rồi Bắc Mỹ, rồi đi qua, hồi đầu thì còn đi Miến Điện, Thái Lan tu thiền, rồi đi shopping, rồi bắt đầu đi mấy cái resort, rồi đi mấy cái chỗ mà massage, xong mấy cái chỗ mà dưỡng sinh, mấy chỗ trị liệu, rồi từ từ đi qua mấy chỗ thẩm mỹ, rồi cắt cái này bơm cái nọ, thừa thì bớt, mà thiếu thì thêm. Từ từ tháng 10.000 là khổ tu hành gì hết. Trong khi đó thì một vị tiên nữ cái gì ta cũng có, không cơ thể không có già nè, không có bệnh nè, không có đau nhức nè, tê mỏi không có. Chỉ đó mà họ dành cái thời gian xuống học đạo. Rồi chuyện thứ hai đó là nội dung của bài kệ. Bài kệ là nói cái gì? Bài kệ này nói rằng là chư Phật ra đời là chuyện khó, mà biết được thì cái chánh pháp như vậy đó, gặp được Phật như vậy, biết chánh pháp như vậy đó,
mà lại không có lòng tu, mà lại có cái lòng chống đối. Thì chống đối thì có hai cách. Một là chống đối thì có nghĩa là khích bác phủ nhận, đó là cách chống đối. Còn cách thứ hai nữa là chống đối, nghĩa là cái niềm tin nó yếu, rồi cái nghi ngờ, rồi không có chuyên tâm, rồi thì cũng là một cái chuyện nói ra là nó mềm hơn, nó nhẹ hơn, nhưng mà nó cũng tương đương ở cái chỗ, nghĩa là cuối cùng thì chánh pháp cũng không có chảy vào lòng của mình được. Thì ở đây bà có nhắc đến một cái địa ngục, gọi là địa ngục Rūpa. Thì ở trong chú giải nó địa ngục Rūpa nó có hai, một là thu mới, rô tức là địa ngục khói, địa ngục khói mù. Rồi thứ hai nữa là chà lá rô rú quá, tức là chà lá là cái lưới đó, chà lá là cái lưới, tức là lửa rồi nó dâng như lưới vậy đó. Chúng sinh ở đây luôn sống trong lưới lửa địa ngục, và đây chính là địa ngục tỳ. Đây chính là địa ngục A Tỳ. Cái chỉ để A Tỳ ở đây nè, cảm ơn. A Tỳ ở đây đó, đây là địa ngục Rūpa, nó có hai, một là thu má, hai là chà lá. Thì cái thu má là khói độc ha. Còn cái địa ngục thứ hai đó, nó là địa ngục nó kêu là chà lá. Chà lá, Rūpa, tức là cái đây, tức là những người họ sống ở đây đó là lúc nào họ cũng bị sống trong cái lưới lửa hết á, lưới lửa thì suốt ngày suốt đêm như vậy đó. Là cái chữ Rūpa này có nghĩa là cái sự than khóc, có nghĩa là ở dưới là cái tiếng mà tiếng than, tiếng kêu khóc là coi như là dậy trời. Các vị tưởng tượng cái lửa của mình, có mấy lần mà tôi nhìn thấy cái chảo dầu mà trên bếp đó, tôi nghĩ trời đất ơi, tưởng tượng nếu bây giờ có cả 10.000, 15.000 lít dầu ở trong một cái chảo lớn mà mình lọc cho đó, mình làm sao mình chịu nổi á trời, mình quăng cho nó một cái miếng tàu hũ hay là cái gì đó, là mình thấy nó kêu cái xèo, mình thấy ớt rồi. Mà đằng này là mình chính mình là cái miếng tàu hũ đó, nó ở cỡ nào mà khổ dữ lắm. Và bên đây sẵn cái chuyện thì tôi nói luôn là không phải ai mà làm cái chuyện bất thiện thì cũng chắc chắn xâm vào địa ngục. Mà Đức Phật nói đó là một thứ tà kiến, mà cho rằng mọi người làm lầm nó thì chắc chắn sanh được ở trời, nó cũng là một thứ tà kiến. Là bởi vì chúng ta trong quá khứ chúng ta có vô số cái tiền nghiệp, cho nên bây giờ mình sống ác ôn, nhưng mà có thể mình chết đi bằng cái sự hỗ trợ của thiện nghiệp quá khứ thì mình vẫn đi lên. Rồi còn kiếp này đó mình sống thiện suốt đời, nhưng mà có thể lúc mình chết nó nằm cái lúc một cái ác nghiệp quá khứ mà nó trổ á, thì mình vẫn có thể đi xuống, cái chuyện đó bình thường, chứ không có phải là 100%. Mà tuy nhiên cái phần thiện, mình cái phần ác nào mà nó tạo nó không mất, là cứ dai dẳng hay đó, nếu chờ có cơ hội thì nó trổ quả. Đó là chuyện mình phải nhớ. Chuyện thứ hai ở đây bà nhắc đến cái chuyện mà gọi là địa ngục ở đây đó, là một cái lời cảnh tỉnh, chứ không hẳn là mình dễ vui rồi mình sẽ rơi vào địa ngục thì nó chắc. Nhưng mà đây là lời cảnh tỉnh, và bà thấy cái địa ngục này bà sợ thì bà nói như vậy thôi. Mà có điều phải nói thêm là nếu mình dễ vui đó thì cái chuyện mình đi xuống địa ngục nó khó, nó dễ lắm. Là bởi vì sao? Bởi vì đây là cái chuyện quan trọng mà tôi muốn nhắn gửi trong cái buổi giảng này. Đó là mình sống trong tâm trạng nào thì mình sẽ đi về cảnh giới nó tương ứng với tâm trạng đó. Một ngày như vậy 24 giờ đồng hồ, trí tuệ, kham nhẫn, hành xả, liệu một ngày như vậy đó mình sống được bao nhiêu giờ phút cho những thiện pháp đó,
rồi bao nhiêu giờ phút chúng ta sống bằng tham, bằng sân, bằng si, bằng tật đố, bằng vọng xẻ, bao nhiêu thời gian mình cứ ngồi mình nghĩ đi, là tự động nó ra, tự động nó ra. Và Đức Phật này cũng dạy trong Tăng Chi đó, là nói chỗ nằm chỗ ngồi nào mà vị tỳ kheo an trú, vị tỳ kheo đi đứng nằm ngồi chỗ nào mà an trú bằng cái từ tâm á, thì cái chỗ đó được gọi là chỗ có phạm thiên. Cái chỗ nào mà vị tỳ kheo sống mà bằng cái tâm tham, tâm sân, tâm si, thì cái chỗ đó là chỗ của đọa xứ. Rồi cái chỗ nào mà sống bằng cái trí tuệ, hiểu biết tam túi trong danh sắc, thì đó là cái thánh xứ, là trụ xứ của thánh nhân. Thì mình phải hiểu như vậy đó. Có nghĩa là hôm đó tôi nhớ là có nói rồi, cũng cái căn phòng đó, cũng cái giường ngủ đó, mà mình vào ra bằng cái tâm bất thiện, thì đó là cái chuồng thú, cái chuồng heo, chuồng bò thôi. Rồi cũng căn phòng đó, mà nếu mình sống bằng thiện pháp, thì đó chính là cái trụ xứ của thánh nhân, của chư thiên, của phạm thiên. Cho nên trước khi đi vào địa ngục thì cái chuyện đầu tiên là mình sống ở trong cái ngọn lửa phiền não nào, thì coi như là mình cũng đang ở trong cái địa ngục tương ứng như vậy. Nhưng mà đó là cái quả báo hiện tiền. Còn về sau này mà mình chết có đi về đâu thì chuyện khác. Nhưng trước mắt thì tôi nhớ trong internet chúng tôi có đọc được cái câu nói của một vị thiền sư rất là nổi tiếng. Cái câu nói đó để tôi thích quá rồi tôi mới giữ lại. Tôi giữ lại để tôi tìm cái câu đó. Cái câu rất là hay. Đã. Đây. Tức là trước khi cái câu là mình đừng có tiếp tục sống trong cái sự mà nóng giận nữa, là bởi vì trước khi mà ta nhận được quả báo, trước khi ta bị chịu lấy quả báo của cái cơn nóng giận đó, thì chỉ đầu tiên là ta đã bị trừng trị bởi chính cái cơn nóng giận đó rồi. Cái câu đó nghĩa là vậy. Trước khi mà ta nhận lấy cái quả báo, trước khi mà ta nhận lấy cái quả báo của cái cơn giận đó, khi mình giận mình chửi mình đánh ai đó, mình gây cái điều bất lợi cho ai đó, thì dĩ nhiên phải để là quả xấu rồi. Thì trước khi mà mình nhận lấy cái quả xấu của cái chuyện nóng giận đó, thì chuyện trước hết đó, là mình đã bị chính cơn giận đó nó hành hạ mình rồi. Mình sống bằng cái tâm trạng mình căm hờn ai đó, ghét thù ai đó, thì cái quả báo là gì chưa biết, chuyện trước mắt là chính cái lòng mà căm giận đó, đó nó đã thiêu cháy mình rồi. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, nếu hôm nay có người hỏi tôi có tin địa ngục hay không, có tin cõi trời hay không, thì tôi xin trả lời rằng tôi không có muốn tin, mà tôi chỉ muốn nói rằng chuyện đó, cái chuyện mà địa ngục thì cõi trời nếu có nó có gì lạ. Đó là tôi câu trả lời đó, tôi thích hơn là tôi nói tôi tin là có, thì tôi không muốn nói như vậy, mà tôi nói là nếu mà có nó không có gì lạ hết rồi. Là tại sao? Là bởi vì mình nhìn trong hiện tượng tự nhiên mình thấy thì chỗ thì có nước nè, chỗ thì có đất nè, chỗ thì có lửa nè, chỗ thì có gai nè, chỗ thì có hoa, chỉ nó bình thường thôi. Và chính cái bước chân của mình nó đẩy mình vào ở những cái nơi chỗ nào có nước, chính cái bước chân của mình nó đẩy mình đến chỗ nào có lửa, chính bước chân mình nó đẩy chỗ nào đẩy mình đến chỗ nào có gai có hoa là do mình thôi. Cái chuyện mà cái gai cái chỗ nào bụi hoa tới người nó giống như cửa trời, mà bụi gai nó tới tôi giống như địa ngục, chỉ nó bình thường. Có điều quan trọng đó là do từ cái bước chân nào mà mình đi xuống nước, từ cái bước chân nào mà mình đi leo lên núi vào rừng, thì cái thiện tâm cũng giống như vậy. Sống trong cái điều kiện nội tâm nào thì nếu quả thật còn có chỗ tái sinh, thì mình sẽ đi về một cái chỗ tương ứng với cái thứ tâm trạng mà mình đã sống qua. Chỉ có tôi nghĩ rất là bình thường, rất là bình thường thôi. Tự nhiên như mình bỏ một cái trái đắng vào miệng, tự nhiên mình bị đắng. Chứ còn dĩ nhiên hồi nãy tôi có nói rằng tôi không có muốn xác nhận là tôi tin hay không tin, tôi cũng không có muốn xác nhận là chuyện nó có hay không có, mà tôi chỉ nói rằng chuyện nó nếu có không có gì lạ và không có gì khó tin hết. Tại vì tôi là như vậy, chuyện nó không có gì lạ và không có gì khó tin hết. Tức là chuyện tự nhiên giống như mình thấy cũng cái dòng điện đó mà nó chạy trong tủ lạnh đó, thì nó tạo ra cái hơi lạnh. Mà cũng cái dòng điện đó mà nó chạy vô trong cái máy sưởi, lò sưởi thì tạo ra hơi nóng. Nó chạy vô trong cái lò hấp, chạy trong bếp lò thì nó là hơi nóng, chỉ vậy thôi. Cái đó là nó đến về thiên nhiên, là tự nhiên, đó là quy luật tự nhiên của vũ trụ thôi. Tức là do cái cấu trúc như thế nào đó mà cái dòng điện này nó khi nó chạy vào trong đó nó tạo ra hơi nóng.
là do cái cấu trúc gì máy móc như thế nào đó, mở rộng điện thì nó chạy vào đó đó, nó chạy vào đó thì nó tạo ra hơi lạnh. Thì mình thấy cái thiện pháp cũng vậy, thiện pháp và ác pháp nó là một những cái gì? Mình sống trong tâm trạng bất thiện thì mai này mình sẽ đi về trong bất thiện, mình ở thấy nó có gì, nó có gì lạ hết. Nếu rõ ràng có một cái cõi trời thì cái chỗ đó chắc chắn phải dành cho cái người làm thiện, bởi vì nó tương ứng, nó tương ứng với cái lòng lòng. Còn nếu rõ ràng có địa ngục thì chỗ đó tôi nghĩ là nó dành cho cái người sống ác tâm, là bởi vì nó tương ứng với cái ác tâm, chỉ vậy thôi. Thì chúng tôi muốn nhân cái bài giảng này thì chúng tôi nói sơ qua những chuyện mà các vị nghĩ là lạc đề, nhưng mà tôi nghĩ không có lạc, bởi vì nó liên quan đến chữ địa ngục. Còn cái chữ áo quý chi ở đây nó có hai nghĩa, đây như là vô giác, áo quý, áo quý chỉ là vô giác, không không có khe hở. Nghĩa là sao? Thứ nhất đó, nó có hai nghĩa. Một là lửa cháy không ngừng. Hai là chúng sinh dày đặc. Nó có hai nghĩa như vậy đó. Một là lửa cháy không ngừng, có nghĩa là ở những địa ngục khác đó, nó cũng còn có lúc nó tắt, có lúc nó cháy. Các vị xem ở trong cái kinh Hiền Ngu Trung Bộ dùng tôi nha, xem được trong cái kinh Hiền Ngu dùng ha. Thì trong đó có nói cái chuyện này, nói chuyện địa ngục á. Còn đó là thứ là lửa, đây là có những cái địa ngục mà lửa nó có lúc cháy lúc tắt, giống như để cho chúng sinh nghỉ ngơi vậy đó. Nhưng mà riêng địa ngục mà A Tỳ thì không, cháy liên tục. Thứ hai, thứ nghĩa là nó không có gián đoạn á. Cái thứ hai là cái vị trí có nghĩa là vô gián, là vì nghĩa thứ hai nghĩa là chúng sanh dày đặc, có nghĩa là giữa người này người kia nó đứng khít với nhau như vậy, đứng khít rịt, đứng chạm vào nhau không có khe hở. Nói như vậy có nghĩa là ở dưới nó đông vô cùng mạnh. Mà tại sao nó đông dữ vậy? Đơn giản thôi, tôi nhắc lại một chuyện rất là đơn giản, có nghĩa là chúng sanh mà sống bằng cái tâm bất thiện ấy, nó nhiều hơn sống bằng cái tâm thiện. Đã. Rồi trong cái đám mà chúng sinh sống mà tâm bất thiện thì trong một ngày của họ đó, cái bất thiện nó vẫn nhiều hơn là thiện. Cái người thứ khác là người đi, cái người thiện nó ít hơn người bất thiện. Rồi trong cái đám người bất thiện đó, cái tâm bất thiện nó cũng nhiều hơn là tâm thiện. Nói chung lúc nào, để nếu mà những người như vậy đó thì cái nội tâm đó nó phải đi về một chỗ tương ứng, đó là địa ngục. Còn cái địa ngục nào đó thì tùy vào cái nghiệp nặng nhẹ đó, tùy vào nghiệp nặng nhẹ. Cái điều quan trọng nhất đó là mình sống bằng cái tâm trạng nào, sống bằng tâm trạng nào thì sẽ đi về một cảnh giới mà nó tương ứng với tâm trạng đó. Cho nên tôi xin nói rõ, tôi là một tu sĩ nhưng mà tôi không có tin lắm được chuyện cầu an cầu siêu. Là vì sao? Là vì khi tôi nhìn một cái người hấp hối, hoặc là nhìn một cái xác cứng lạnh, tôi cứ nghĩ là cái người này trước đây nè, lúc mà sinh thời đó, lúc còn tỉnh táo ngon lành đó, khỏe mạnh đó, có tu tập hay không? Nếu mà có tu tập ấy, thì bây giờ không cần tụng niệm gì mà cũng đi lên, giống như dầu đổ với nước thì tự động nó nổi thôi. Còn nếu mà không tu tập gì họ giống như đá vậy đó, giống như tảng đá mà luyện nước vậy đó, thì dầu mình có quỳ mình lại nó cũng vẫn cứ chìm nha. Cho nên tôi nhìn một cái người hấp hối hoặc là một cái xác chết ấy, mà thì ok mà tụng cầu siêu thì cứ tụng thôi, nhưng mà nói nó đau lòng thì nó mang cái tính cách hành chánh nhiều hơn. Thì người ta tin thì mình cứ đi thôi, chứ các vị làm ơn các vị nhớ lại giùm tôi đi, các vị quý ai đó, quý vị tôn túc tôi, thì bây giờ đến hỏi sư trưởng, hỏi ngài Thanh, hỏi ngài Viên Minh, hỏi giùm tôi đi nha, hỏi ngài Ba Diệu Giác Quan quận 8, Diệu Giác Quan các vị nào quý thì đến hỏi. Hỏi gì chị, trong kinh điển mà nói cái chỗ nào mà Đức Phật thì mấy vị thánh tăng mà đi đến hộ niệm vô cái người mà đã chết rồi không? Cái xác cứ ngắc, cái xác cứ ngắc mà mình đứng mình tụng kinh vô cái xác là có hay không? Kiếm giùm cái cầu. Theo tôi biết là chỉ có một trường hợp duy nhất, đó là người ta gần ra đi, và phải nói thêm cái này là phải viết bằng mực đỏ nha, mà gạch dưới nha. Người ta gần ra đi và họ trong cái tình trạng có thể tiếp nhận được
cái lời thuyết giảng của Đức Phật và Chư Tăng, thì trong trường hợp đó đó mới có cái chuyện thâm bệnh nha, chứ không có chuyện mà người ta mê man tàn tịch mà cả đám mà hè nhau mà đè ra mà tụng cầu cho nó đi lên. Mà theo tôi đọc kinh cũng nhiều, tôi chưa bao giờ dám nhận là tôi giỏi, nhưng mà cái chuyện nhiều tôi dám nhận, tôi đọc kinh Tạng cũng hơi nhiều, đọc mấy lần Tăng Chi Trung Tường Bộ, Tăng Chi Trung Tường Bộ đọc nhiều lắm, mà tôi chưa từng thấy có cái bài kinh nào mà nói chuyện mà quái đản như vậy hết. Nó nằm thiêm thiếp trời sập nó không hay, mà đè nó ra mà đọc hết cái kinh này cái kinh khác, mà đọc cái tiếng Bali nó mới chết. Đã. Mà có những bài kinh mà không biết A Tỳ Đàm á, mà giàu đọc tiếng Việt là đã không hiểu rồi, mà nói gì là cái chuyện mà đọc bằng tiếng Tạng nó hiểu tôi chết liền nha. Mà cứ đè ra mà đọc. Đã. Rồi chưa kể nó chết ngắt rồi, nó chết rồi, lặng ngắt rồi, vô hồn vô tri rồi mà cũng tụng tiếp là sao? À, làm sao? Cho nên tôi nhắc lại là trong kinh mà tôi biết đó, đi tâm tôi thì giải kinh ra mà nhắm làm biến quá, thì đi hỏi mấy vị tôn túc nào mà quý vị tin á, hỏi chỉ có như vậy hay không, có cái chuyện nào Đức Phật và Chư Tánh Tăng á đến mà hộ niệm cho một cái người mê man không biết gì hết, không còn khả năng mà nghe pháp nữa, hoặc là một cái xác lạnh ngắt rồi mà dẫn đến mà tụng niệm tụng binh tà la mà không nghe cái chuyện đương sự có hiểu hay không? Thì theo tôi biết thì không có, theo tôi biết thì không có, mà chỉ có những trường hợp là Đức Phật ngày đến thăm, hoặc là ngày Sa La Phất cùng một viện liên ngày đang ngày Ca Diếp đến thăm bệnh người nào đó, và trong cái tình trạng là người ta còn tiếp nhận được, và người hỏi ngắn gọn lắm, không có mà ê a tụng niệm gì hết, có người hỏi là người có tham nhẫn được không, có tiếng nuối có sợ hãi gì hay không. Rồi tiếp theo đó là ngày bắt đầu ngày giảng, thà hãy nhớ đến thà là thân bệnh chứ không bao giờ để tâm bệnh nha. Tâm bệnh có nghĩa là cái sự là cái phiền não mà nó bị tác động bởi những cái trần cảnh hay là những cái cảm xúc mà khốc liệt của thân đó, thì không có nên, đó là tâm bệnh. Thà là thân bệnh chứ không để tâm bệnh. Gọi là người hỏi là ngươi có thấy sắc quẩn là ta hay là có phải là ta hay không, thọ quẩn tưởng quẩn sắc quẩn này, ngươi có thấy sắc quẩn là ta hay là ta có sắc quẩn là ta, trong ta có sắc quẩn, ví dụ như vậy. Ngài có hỏi những câu đó có, mà với điều kiện là đương sự đó phải trong tình trạng sáng suốt, nghe được, hiểu được, trả lời được, và những cái mà họ hiểu lúc đó là những gợi ý của Đức Phật và của Chư Thánh lúc đó đó có giúp ích cho người ta. Đấy, thì cái đó mới đúng là hộ niệm. Còn cái kiểu hộ niệm của mình bây giờ đó, nghĩa là ăn khẩu cần tu hành gì hết nha. Thế là anh nằm ngáp ngáp thì tăng ni tế tụng thì đó gọi là hộ niệm. Thì đó tôi cũng tin, tôi cũng tin chuyện đó. Thì mà tôi nghĩ rằng có nhiều người cũng đồng ý với tôi, bởi vì nếu mà cái chuyện mà tu hành giảng như vậy thì người ta mắc cái tiếng gì mà người ta phải cơm bình cháo nắm lặn lội luyện mà mũi nó cắn chết lên chết xuống nè. Các vị có đi Miến Điện rồi các vị biết cái điều kiện sinh hoạt của nó tệ lắm, nó dơ nó hôi mà rùi rồi mũi đồ ăn thì tâm tử mũi lạnh mà ráng dẫn cái xác ra đó mà người mà thiền. Người tại sao ta thấy người ta ngu, mà bởi vì người ta thấy rằng cái chuyện mà tụng niệm nó không đi tới đâu hết. Phải bản thân mình phải giải quyết cái tâm mình nó ra làm sao. Mình cần đến một cái pháp môn, cần đến môi trường, thầy, bạn, đại chúng, cái sự gia trì của đám đông để mà cùng nhau mà tu tập. Chứ còn mà chỉ là chờ đợi rồi cái chuyện hộ niệm bằng mấy cái bài kinh AA đó thì tôi nghĩ rằng tệ quá nha. Đó là chuyện rất là quan trọng, rất là quan trọng. Mà bây giờ thì chưa đâu quý vị, mình còn vô trong đây mình ngồi mà mở cái máy mình nghe bộ thấp vậy là chưa có phê đâu. Khi nào mà đến lúc mình tự nhiên không có rờ được cái máy nữa nha, nằm ngáp ngáp đó, thì lúc đó mình mới thấy thấm. Thì ra là đó giờ cái kiểu tu mình là kiểu tu ngoài da ung thư mà sức toàn là dầu là không à. Thì kiểu tu của mình là kiểu ung thư sức dầu là đó, có nghĩa là sao, tức là Việt Nam mà tôi nhớ bệnh bị cái bệnh gì đi nữa thì cũng là đè ra mà sức dầu con người ta đang đi vậy đó, rồi khi bị lăn đùng ra bị tai biến mà nói là trúng gió nhập thổ. Mà tôi nhớ nhà quê có cái câu đó, trúng gió nhập thổ, mà nó té cái đùng ra nó giật méo miệng vậy đó, mà cứ đè ra gạo gió mà lẽ ra lúc đó nó mình chuyển thẳng cho bệnh viện, nó bị tai biến mà nó đứt mạch máu mà cứ nhà quê cứ giống gì cũng đè ra gạo gió trước rồi đó, rồi giật tóc mai sợi ngắn sợi dài rồi cứu nhau không được thì cứ hoài ngàn năm rồi cứ đem cho bệnh viện. Đấy, mà trong khi mà cái kiểu tu mà là gì, là ung thư mà cạo gió
tụi gió hoặc là ung thư và sức cù là và kiểu tu của mình đó. Đấy. Ok, cho xin bài kệ thứ, kệ bài kinh tiếp theo. Mà mình thấy ra vô số bài kinh khác, mình thấy một hàng chữ nào đó, mình thấy ra những vấn đề khác thì tôi cho đó là tốt. Cho nó tốt. Cho tôi xin bài kinh tiếp theo. Tôi biết sáng nay tôi đã động chạm đến rất là nhiều, rất là những người mà họ tin á, những người mà họ tin những chuyện mà tụng niệm, sáng nay sẽ làm cho họ bị sốc, nhưng mà không thể không làm cho sốc, bởi vì sau này các vị sẽ có một lúc các vị sẽ thấy nhớ cái buổi nói chuyện sáng nay, đó là thì ra ông đề nghị mình nên có những cái gì đó nó thiết thực hơn. Tiếp theo là cái bài kinh, kinh gì? No, mình nói vậy thì ác quá. Cái gì mà tạo ra thất thu làm sao? Có đâu hoài cái ý xấu như vậy? Thật ra đó là do mình chế. Ví dụ như cái giấy vàng bạc, tôi biết bao nhiêu bác sĩ, kỹ sư cũng tin. Thì cái đó là một cái họa nha, cái thảm họa. Okay. Cho tôi xin bài kinh tiếp theo. Bài kinh 2 hả? Kinh tiếp theo. Rồi, bài kinh tiếp theo cũng như vậy, cũng có nội dung mà không cần giải thích cũng hiểu nha. Tức là bà đến bà nói thế này, cái ý bà nói thế này, đâu không có làm ác nha, không có làm ác. Mà thôi chỗ này cũng phải cho chú giải một chút. Cho tôi xin chú giải chỗ này được không? Chú giải chỗ này nó cũng hay hay nè. Thiên nhân gì đó, quyết cha thiên nhân, đi đâu mất tiêu rồi. Cho xin chú giải của cái bài này đi. Chú giải của cái bài này nè, chú giải của cái bài kinh con gái Bách Trinh Na mà hai nè. Cho tôi xin cái đó thì bây giờ tôi lục tôi ngán mà. Alo. Rồi xong luôn. Dạ cảm ơn. Rồi bây giờ quý vị có thể bắt tham chút xíu. Hít thở. Các vị có dịp các vị thử đi. Hít sâu thở chậm là một thứ khoái lạc chứ không phải là bình thường nha. Nó phải là một cái chuyện mà tu hành hoặc là chuyện thể dục đơn giản mà nó là một thứ khoái lạc. Hít sâu thở chậm nó là một cái đặc quyền đặc lợi của mình mà mình cũng không có xài tới. Hít thật sâu thậm, đó là một cái đặc quyền đặc lợi của mình. Ok, Ikigalapolotichi. Sao vậy? Đâm mình trả trị. No. Đoạn cuối của câu kệ đó, đoạn cuối của bài kinh đó, đoạn cuối chú giải là của đoạn cuối bài kệ nha. Cái đó mới quan trọng. Hít sâu thở chậm mà đó là một cái thứ khoái lạc, đó là một thứ khoái lạc, đó là một cái thứ quyền lợi của mình mà mình không hưởng thôi. Tốt lắm. Đây. Chúng ta thấy đoạn cuối bài kệ đó là cái bài kệ này thì nó dài nhưng mà cái nội dung thì nó chỉ có mấy câu cuối thôi. Câu cuối đó là nó từ cái chỗ là chớ làm ác, cái chỗ đó là cái chỗ mà nàng muốn nói. Chỉ còn cái trên kia thì cái phần tán là nhiều, phần tán là nhiều. Không biết các vị có nghe chữ tán không? Đấy, chỗ đó đó. Như vậy thì là
Tôi đã đọc cái chú giải chỗ này ở một bài kinh khác, trong Nít Đề Xá, đúng là trong Nít Đề Xá, nếu tôi nhớ không lầm, chỗ đó tôi giảng sâu lắm. Có nghĩa là trong cái đoạn kệ này của nàng đó là nó đủ tam học nha, nó đủ tam học luôn, nó đủ tam học, có nghĩa là thân khẩu ý đó không có làm ác đối với... tôi không có biết là trong khi mà quý vị thu âm ấy, mà những chỗ mà chúng tôi ngừng đã lâu quá thì các vị làm sao, các vị cũng có vị phải bỏ đó chứ, phải bỏ đó chứ, còn mà thu bao thu âm mà để mình mà khoảng trống nó dài nó kỳ ha, kỳ. Kỳ lạ gì ở đây, ba tăng Nakajira Vachasa Manasa, cái câu đầu tiên ấy là tam nghiệp không có làm ác. Ở đây đó là thân mình làm ác, miệng mình nói cái lời ác, rồi ý mình nghĩ ác, thì đó là cái chuyện cần tránh. Trong bài kệ này nói như vậy, đó là chuyện cần tránh nha, không có làm ác. Và ở đây chúng tôi cũng nói thêm là người bị cách đây khoảng chừng 20, để coi năm nay là năm 2001, cách đây cũng 20 mấy năm rồi trước, có một lần đó tôi xuống với tôi xuống với Bến Tre ở Cù Lao Phú Phụng á. Cái chuyện này có bị định nghĩ là chuyện ngoài lề lãng đề nha, mà chuyện này rất là quan trọng. Tôi xuống với Cù Lao đó thì tôi có tiếp xúc một ông cụ, bây giờ ông mất rồi, bởi vì lúc đó là ông tám mấy, bây giờ nếu còn sống rồi đã 500 rồi. Thì do bị con cháu không mời tôi về thuyết pháp, bây giờ có một người trong Triều Phước Sơn của Thượng Tọa Vũ Chánh ấy. Thì ông tôi giảng xong rồi tôi nhớ ông trả lời, ông nói thế này, ông nói tôi cũng vui, năm nay tôi tám mấy tuổi rồi thì cả đời tôi cũng hành thiện, tôi cũng đâu có làm gì ác, đâu có hại ai đâu, tôi cũng hành thiện đúng như lời của sư nói vậy đó. Thì tôi phải nói rằng lúc tôi nghe tôi giật mình, là tôi mới nhớ là một chuyện đúng rồi, phần lớn thiên hạ đều có cái nghĩ như vậy, họ không có đâm heo thuốc chó, đốt nhà cướp của, giết người lừa đảo lật lọng lương lẹo, như vậy là thiện, họ hiểu như vậy đó. Dạ, họ hiểu như vậy, họ hiểu là không có làm những chuyện mà pháp luật ngăn cấm là coi như thiện, không làm cái chuyện mà bị tai tiếng với làng nước bạn bè đó, xã hội đó, thì đó là thiện. Không làm cái chuyện mà để cho lương tâm cắn rứt thì đó là thiện. Nhưng mà theo trong Phật pháp mà nói rốt ráo đó, thì cái chuyện mà không làm ác bằng tam nghiệp nó không có đơn giản như vậy. Nó không có đơn giản là không có dính líu tới pháp luật, không bị tai tiếng đề, không bị cắn rứt lương tâm thì được gọi là thiện. Thì như vậy thì nó yếu lắm. Bởi vì sao? Là vì tôi thích ăn ngon, đó là một cái bất thiện. Tôi thích mặt đẹp, đó là một cái bất thiện. Tôi ăn rồi mà tôi cứ lo chăm bẩm trước cái gương để mà tôi xăm soi cái mặt móc của tôi, phấn son rồi thêm bớt rồi tô trét quẹt này bôi cái kia, đó cũng là cái bất thiện. Dạ, phải là đúng là bất thiện, đó là cái bất thiện nha. Rồi tôi thích làm vườn, tôi thích làm vườn, tôi thích trồng này trồng kia, rồi chơi lan, rồi nuôi chim, nuôi cá cảnh, rồi nuôi mấy con mèo, mấy con chó, đó là bất thiện. Nếu mà nó rốt ráo đó thì cái đó là toàn là tâm tham không à. Dạ, tâm tham. Còn nói từ ngoài đời thì cái chuyện nó hay quá. Cả đời tôi làm công chức được có tiền, tôi về tôi nuôi vợ nuôi con, rồi cuối tuần thì cũng đi picnic, rồi đi câu cá đâu đó, đi bơi lội, rồi đi dã ngoại, đi bộ trong rừng này, cái đó có gì đâu. Rồi cuối cùng tôi về già thì tôi cũng có đi chùa, cũng lên chùa đánh cờ tướng với mấy cụ, rồi thỉnh thoảng đi nhà già rồi thăm mấy người già yếu, rồi cũng có nhớ, cũng có lấy chút đỉnh tiền hỗ trợ về thao trợ sống vậy là có phát rồi, chứ còn đòi gì nữa. Rồi ở nhà tôi cũng có nuôi chút ít mấy chim hót cho nó vui, sáng dậy nghe chim hoàng anh khứu
bắp thanh rồi xào hướng vẹt rồi nơi vui, rồi có chơi mấy chậu lan rồi một hai cái chậu bonsai, rồi có hòn giả sơn tiểu cẩm thì cái đội sống như là tốt quá rồi chứ có cái gì nữa. Mà thật ra đó là mất thiệt, tôi biết sáng nay tôi nói toàn chuyển sắc không rồi à, cái đó là mà dám nói là bất thiện mà đúng theo trong vi diệu pháp nó đó là bất thiện, bởi vì những cái đó là toàn là tâm tham. Còn cái chuyện mà mình nuôi vợ nuôi con đúng, cái chuyện đó đúng, chuyện đó là chuyện tốt, nhưng mà đó cái thời gian mà mình sống bên cạnh vợ con nó toàn là tâm bất thiện không hả, thương yêu là ái, còn ngã giận là sân, hoặc là tham hoặc là sân, mà ngã tham sân ở đâu là si nằm dần dần ở đó nha. Cho nên đó là cái mình tưởng mà kể mình dễ hiểu, mà thật ra mình kể mình biết hiểu sâu nó dễ sợ lắm. Tức là không làm ác trong trong tam nghiệp, rồi dầu thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp là như vậy. Có nghĩa là hiểu ra ngoài đời đó thì là một cái mẫu đàn ông mà nãy giờ tôi nói là lý tưởng rồi, mẫu đời sống cư xử như vậy là tuyệt vời, rõ ràng là tuyệt vời. Đối với làng nước láng giềng rồi bạn bè là mình coi như là dễ thương, ai khen mình hết, ai quý mến mình hết, con cháu mình ai thương mình hết, vậy là tuyệt vời. Trách nhiệm bổn phận với ai đi nữa mình cũng tròn trịa, không có thiếu sót, sức mẻ, khiếm khuyết thì vậy là tuyệt vời. Nhưng mà thật ra sống toàn là tâm bất thiện không. Đấy, cái chuyện thứ hai cái này mới mập này. Ca gì nó qua kinh chánh là sắp tới lưu kì. Có nghĩa là không, không có cái lòng dính mắc cái gì đó trong đời này. Cái này hơi khó à, tại vì làm sao mà không dính mắc. Tôi nói tôi mong mà con đừng có quên cái chỗ quan trọng cực kỳ này. Đấy, đó là một là cả thi ca đó, tức là cái túc duyên. Thứ hai là cái a sa ya núp sĩ giác, tức là cái khuynh hướng tâm lý bẩm sinh, hay còn gọi là cái bản tánh đó, cái thứ hai đó. Rồi cái thứ ba đó là cái quý hà tâm đó, rất là nhiều là cái môi trường, hay điều kiện sống hiện tại. Ba cái này nó quan trọng ghê gớm lắm, một là thi ca đó là cái túc duyên, còn cái túc duyên là sao, tức là đời trước mình có làm cái nghiệp gì đó đó. Rồi cái thứ hai đó là cái khuynh hướng tâm lý bẩm sinh, là mình là người tánh nóng hay là tánh tham hay là tánh giác, tánh tầm gì đó. Rồi cái thứ ba là quý hà đó thâm, là cái môi trường hiện tại mình đang sống với ai, sống chỗ nào, điều kiện sinh hoạt ra sao. Mà tại sao ta nói cái chỗ mà không chấp thủ cái gì không dính mắt ở đời, tại sao tôi lại lôi ba cái này ra làm sao, là bởi vì chính ba cái này nè nó có một cái vai trò rất là quan trọng trong cái chuyện mà chúng ta dính mắt hay không dính mắt đấy. Và hiểu được ba cái này mình mới thấy là những cái chuyện mà mình thấy hay ho đó thật ra đều phải xét lại hết. Thí dụ như do cái túc duyên quá khứ, do cái nghiệp cũ quá khứ, túc duyên này mình có thêm cái tiền nghiệp nữa, túc duyên phải tiền nghiệp, thì do cái tiền nghiệp quá khứ cho nên bây giờ tôi sanh ra là tôi làm cái người Campuchia đấy, và cái bản tánh của tôi là bản tánh nóng, như vậy là tôi tánh nóng mà do cái tiền nghiệp đẩy tôi về làm người Campuchia, mà lại tánh nóng mà phan tiền nghiệp làm sao, thì nghĩa là tôi là người có đức tin Phật, đức tin Phật pháp à, mà tôi là thiếu phước Phật cho nên tôi phải sanh về cái xứ đó, đúng xứ tôi là xứ Phật pháp thì đúng với tôi rồi, mà tôi là thiếu phước Phật cho nên tôi sanh vô cái xứ nghèo, đúng rồi à. Rồi rồi cái thứ hai là cái bẩm tính của tôi là cái người nóng, nóng nảy dạ, bản tính tôi là người nóng nảy. Rồi cái thứ ba nữa đó là cái điều kiện sinh hoạt là do nghèo mà tánh nóng, mà lại là cái môi trường là ở chung với cái thành phần lao động ở xóm ổ chuột, cho nên tôi là một người thanh niên Campuchia nghèo khó mà tôi hay gây gổ người khác đấy. Rồi trong cái điều kiện sống đó đó, đồng trong cái ở xóm ổ chuột đó đó, thì người bạn bè nó rủ tôi là đi câu cá, đi bắt chuột, đi bắt ếch, bắt nhái ha. Còn nếu tôi là Phật tử tôi khắc sanh á, thì tôi đi khuân vác hay là chạy xe lôi, xe kéo, bán vé số gì đó.
và mỗi chiều về tắm rửa sạch sẽ là bà xã tôi nấu một mâm cơm nghèo, tôi bà với hai đứa nhóc ngồi ăn. À, rồi như vậy là tôi thấy vui rồi, là tôi nghĩ đó là thiên đường của tôi. Nhưng mà thật ra đó, tại sao tôi thích đời sống đó, là bởi vì do cái tiền nghiệp của tôi nó khiến tôi là phải làm một anh thanh niên Campuchia. À, rồi sống ở trong một cái xóm ổ chuột ngoại ô của Phnom Penh đấy. Rồi do cái nghề nghiệp của tôi đó là tôi không có thể giàu được, tôi chỉ hưởng tới đó thôi. Tôi nhắc lại lần nữa, do cái bản tính của tôi nha, là tính nóng, cho nên bà xã tôi bảo phải mềm, bảo phải ngọt, bảo phải mát thì tôi mới vui đấy. Thế là cuối cùng rồi thì sao, cái bối cảnh nghèo đó nó trở thành thiên đường của tôi. Trong khi đó một người nào khác họ có phước nhiều hơn, họ sinh ra một cái xứ giàu có hơn, vậy mà tánh họ nóng, thì tánh nóng đó mà lại điều kiện vật chất như vậy đó, thì họ phải có một cái kiểu sống tương ứng, họ phải có một cái phòng coi phim riêng ở trong nhà, họ có cái piscine, rồi họ có xe hơi 2-3 chiếc, nhưng chiếc họ chạy hoài họ chán, tánh nóng mà, tánh xanh mà. Ừ, phải xài đồ mới, đồ tốt, đồ đẹp. Ừ, thì như vậy các vị thấy không, ở mỗi cái môi trường khác nhau đó, rồi cộng với cái tiền nghiệp quá khứ khiến cho người ta thấy cái gì đó nó là vị ngọt, khiến cho người ta thấy cái gì đó nó là vị đắng. Như vậy thì cái đắng và ngọt này nè, nó vốn không phải là những hằng số bất biến, mà nó vốn là cái gì đó rất là tương đối. Có nghĩa là sao, nó chỉ có giá trị nhất định ở một nơi chốn nào đó thôi. Cho nên trong trong cái chữ Pali có cái chữ Sammuti, chữ này rất là hay. Chữ Sammuti ở đây tôi nghĩa là tục đế, Sammuti sắc chạm là tục đế. Làm sao cái Sammuti này có nghĩa là định đặt. À, còn cái Paramattha là chân đế, là một cái bản chất rốt ráo, chặt không đứt, bứt không rời, chia không thể chia sẻ, không có thể nhỏ hơn được nữa. Ừ, thì cái đó mới gọi là chân đế. Còn sao tục đế là những cái sự thật mà nó mang cái tính ước lệ mặc định, có giá trị ở chỗ này mà không có giá trị ở chỗ kia. Có những cái quốc gia, có những cái dân tộc, có những cái nền văn hóa gật đầu nó có nghĩa là từ chối, mà lắc đầu nó có nghĩa là đồng ý đấy. Nó có những cái nền văn hóa mà cái môi bình thường không có được, mà cái môi họ lấy đồ họ nong nó ra, nó giống như là cái bông nắp ấm vậy đó, không biết tôi nói bà con có nghe hay không. Nó có những cái dân, cái những cái thổ dân nó lạ lắm, nó lấy cái đồ nó nong cái môi nó ra. Còn mà dân Miến Điện mà cái dân dân Kachin gì đó thì nó có một cái tục là cứ hồi con gái mà mới vừa lọt lòng mẹ trở lên nên là coi như là nó lấy đồng, nó lấy mấy cái vòng, mấy cái kiềng cổ bằng đồng, nó đeo nó chồng chồng lên đến một cái mức là nó một cái cổ của người đàn bà nó dài như là cổ rắn vậy đó, thấy vậy nó mới đẹp. Đây đó là tục đế, có nghĩa là cái khái niệm đó, cái quan niệm đó nó chỉ có giá trị ở một nơi chốn nào đó thôi. Mà tôi nhìn họ mà tôi thấy tội á, tức là họ lấy những cái kiềng bằng đồng, mới xin lỗi, cái vòng bằng đồng, họ cứ nâng cái cổ họ đi đến một lúc nào đó tháo cái niềng ra, cái cổ họ cứ gãy họ sống nổi, dễ sợ như vậy thôi. Vậy là bạn thấy là đẹp, tôi thấy đẹp ở chỗ nào. Nhưng mà vì cái đó là xong một tiếng sạch chát. Cho nên ở đây thì cái chữ mà không chấp thủ ở đời làm sao, là vì ta thấy rõ là mọi thứ chấp thủ, bản thân cái sự chấp thủ đó, cái tâm trạng chấp thủ nó là tâm tham, nó là cái thứ bất thiện đã đành rồi, mà cái đối tượng cho mình chấp thủ cũng toàn là cái thứ tào lao không, mà là bởi vì nó vốn có thật. Thứ nhất tôi nhắc lại, cái tâm chấp thủ là đã không nên có, mà cái cảnh chấp thủ cũng là cảnh rất là tầm thường, không có gì đặc biệt hết, là do mình chế ra, do mình nghĩ ra, do mình định đặt, do mình áp đặt nó. Thì thật ra trên đời, thật ra nếu mà nó rốt ráo thì toàn là giả định giả lập. Cho nên gọi là cà gì nó là kinh cho nó sắp có lượng kìa là vậy đó. Thì ta thấy là cái tâm mà dính mắc không tốt, mà đáng một cái không đáng, mà một cái thì không tốt, thì cộng lại nhau thì nó thành ra là không không nên. Như vậy thôi, một cái thì không đáng, cái cảm nó không có đáng, mà cái tâm nó thì không tốt, mà không đáng cộng không tốt nó bằng không, không nên. Rồi cái thứ ba là ca ni bá hà nhé, lìa các dục Sati-ma là chánh niệm, Sammacchano là tỉnh giác. Lìa các dục là làm sao, lìa các dục đó là lìa năm trần. Lìa năm trần, chúng ta có biết một chuyện như thế này nè, cái chuyện này tôi nghĩ là rất là quan trọng nè. Theo trong kinh A Tỳ Đàm á, nói đó, Phạm Thiên mà khỏi ngũ uẩn, người ta không có năm căn như mình nha,
mà người ta chỉ có ba căn thôi. Đấy, đó là nhãn căn, nhĩ căn và ý căn. Họ không có cái ngửi nếm đụng như mình. Là vì sao? Vì nó không có cần thiết. Cái người mà có đủ năm căn á là để nhận biết năm trần, mình tưởng nó phong phú, nhưng mà thật ra đó là nó chỉ thêm phương tiện để làm việc mà thôi. Chứ nếu mình không còn thích trong cảnh dục nữa đó, thì mình chỉ cần có con mắt với lỗ tai để nghe pháp, hoặc là để nhìn thấy, để nhìn và để nghe cái gì thật sự cần thiết thôi. Chứ còn riêng cái mũi, cái lưỡi, cái xúc giác đó, thật ra mà nó, nếu mà nó rốt ra mình cần cho nó kẹt ở chỗ là do cái nghiệp dục ái đời trước, cho nên đời này mình sinh ra trong cõi dục giới à, rồi mình phải có đủ năm căn để mình tiếp tục mình sống bằng năm cái căn đó à, thấy nghe ngửi nếm đụng à. Chứ thật ra đó thì cái biết đó nó không cần thiết, thì do cái, tôi nhắc lại, do cái nghiệp dục ái của mình mà mình phải có năm cái này thôi, chứ còn nó không thật sự cần thiết, không thật sự cần thiết. Dĩ nhiên cũng phải nói thêm, nếu ở cõi dục và dục ái còn nguyên chưa mất, cái này phải ghi rõ nha, nếu sanh ra ở cõi dục và dục ái còn nguyên chưa mất thì cái các căn nó là một chuyện buồn, chuyện đáng tiếc nha. Nhưng mà nếu mình là phạm thiên cõi ngũ uẩn thì mình không có khứu giác, vị giác và xúc giác, thì lúc đó không phải là thiếu, mà bởi vì người ta không có cần tới, mình không có. Còn nếu mình ở cõi dục, tôi nhắc lại, nếu ở cõi dục và dục ái còn nguyên vẹn đó, không có xây xước tì mẻ nào hết, thì đó là một cái thứ tật nguyền, một cái khiếm khuyết, một cái chuyện đáng buồn. Biết tôi nói được, có chuyện có nghe kịp không? Ở cõi dục mà thiếu thì đó là tai nạn, đó là một thứ tai họa, là một chuyện đáng buồn. Nhưng mà ở trên cõi phạm thiên người ta không có cần tới, cho nên người ta không có ba cái này. Cái phạm thiên họ nhìn thế giới này từ ba cái cửa sổ: những gì thấy, những gì nghe và những gì suy nghĩ. Đã. Còn mình đó, mình nhìn ra cái thế giới chung quanh nó bằng năm, bằng sáu cái cửa, là bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, bằng lưỡi, mình tưởng đó là đầy đủ, mà thật ra là tại vì mình nghèo. Nếu mình nói theo Đăng Kinh đó, là mình là con nhà nghèo, cho nên mình đi đâu mình cụ bị rất là nhiều thứ nha, nào là thức ăn rồi nước uống rồi dầu gió rồi khăn tắm rồi giày dép rồi áo quần tùm lum hết, mà cái thứ nhà giàu nó có cần. Cái nhà giàu đó là nhiều lắm, là nó sắp một cái vali mỏng để một cái bộ đồ vest trong đó thôi. Rồi ngoài ra là tiền bạc, các nhà nghèo nó sắp tiền mặt, chứ nhà giàu đâu có cần, nó sắp chừng hai ba cái thẻ thôi, thẻ platinum á, hai ba cái thẻ là đủ rồi, nó đi đâu nó kéo mỏi mòn luôn nha. Còn mình mà đi đâu các anh em cụ biểu được các cọc tiền mặt ha, rồi thẻ thuốc thang tùm lum tà la, là vì sao? Là vì không đem theo đấy gì xài. Còn thứ nhà giàu nó không cần, nó đơn giản lắm, nó đi tới đâu nó móc cái trăm thứ là cái thẻ đó thôi, nó cần hết. Thì phạm thiên giống như vậy đó. Cho nên nếu mình sanh ra cõi dục mà, phải thêm chữ mà, nó phải là thì. Nếu sanh ra cõi dục mà dục ái thì còn nguyên không mất, chữ thì, trời đất ơi chết rồi, mà dục ái còn nguyên mất thì, mà lần sau có chữ mất đó mới là chữ thì nha. Nếu còn nguyên á mà còn mất thì thiếu cái gì đó, cái đó là một cái bất hạnh. Còn nếu mà ở trên cõi phạm thiên ấy, thì người ta không có xài, không có, mà bởi vì người ta không có thèm, mà ta không có cần nữa. Cho nên ở đây lìa các dục, cái chữ lìa dục là phải hiểu sâu như vậy, hiểu rộng như vậy đó. Mà tại sao? Là bởi vì mình còn sống ở trong dục thì mình còn cần cái năm cái giác quan. Còn khi mà mình không có thích dục nữa, mình sanh về cõi phạm thiên thì mình không có cần cái nó nữa. Giống như là bây giờ tôi nhớ cảnh mà ngày xưa tội nghiệp ấy, người mình ngày xưa đó, ta đi nghe đọc sách sân nam kể thôi, đi đâu có sách thì cái nó đi ngủ, giống như Mỹ mà người ta đi du lịch ta đem theo cái túi ngủ vậy đó, rồi đem theo cơm đùm cho nấm, họ nấu cơm á, họ để họ bọc con ho á, họ để trong đó chút ít đồ mặn mặn gì vô để ăn cơm. Hoặc là miền Trung họ có cái cơm cơm rắc á, thì họ nấu cho nó hơi dẻo dẻo, nó nhão nhão chút, rồi cái họ ném và đổ khung mà ném cho nó vuông vức, rồi sắc ra từng miếng đi đâu đem theo ăn, ăn với muối mè đó. Thì dĩ nhiên cái đó là tôi không có bao bát, không có chê cái đó, mà tôi đang muốn nói một chuyện là vì hoàn cảnh mình nó không cho phép thoải mái, cho nên mình mới cụ bị nhiều như vậy nha. Chứ bây giờ có biết bao nhiêu người trên đời nó đi vào sách có mấy cái thẻ nhà băng mỏng lét, là nhét trong cái bóp cũng mỏng lét, để một túi quần cũng mỏng lét,
là đủ rồi, đại khái như thế. Mà làm ơn nói là hiểu, khi tôi giảng làm ơn hiểu thì cái dụng ý của tôi dùng, chứ đừng có đi hiểu sai rồi đi đồn đó là ông nói như vậy thì chết tôi nghe. Rồi cái cuối cùng đó là đúc khăn nó si vi a nắp ta xâm hi tăng, cái ca mi bá hà giác là sao, là lìa dục, có nghĩa là không lìa dục. Ở đây là không lợi dưỡng nha. Rồi đến gì nữa, tiếp theo là đúc khăn nó si vi a nắp ta xâm hi tăng, có nghĩa là sống không khổ, không khổ hạnh ấp sát, nghĩa là không khổ hạnh đấy, cái là không khổ hạnh. Câu cuối kệ, câu cuối bài kệ là kêu gọi không không khổ hạnh. Cái này cũng lớn chuyện lắm chứ phải không? Mình tu mình đơn giản nhưng không có nghĩa là mình đầy đọa bản thân bằng những thiếu thốn. Không biết cái gì có nghe được câu này không? Mình tu thì phải đơn giản nhưng không có nghĩa là mình đầy đọa bản thân bằng những sự thiếu thốn. Ông Einstein đó, cha đẻ của thuyết tương đối, có một câu rất là hay: đời sống có lúc chúng ta phải phức tạp, có lúc chúng ta phải đơn giản. Tôi nhắc lại, ông Einstein là cha đẻ thứ tư đó, có cái câu này: đời sống có lúc chúng ta cần đến sự đơn giản, có lúc chúng ta cần, nhưng mà chúng cũng có lúc chúng ta phải chấp nhận sự phức tạp. Nhưng nếu có đơn giản thì nhớ đừng có dưới mức cần thiết, mà nếu có phức tạp thì đừng có quá mức cần thiết. Không biết các vị có nghe được không? Nói tôi nói vậy tôi có nghe kịp không? Khổ rồi đó. Nguyên câu này: đời sống có lúc ta phải đơn giản và cũng có lúc ta phải phức tạp, mà nếu mà có đơn giản thì nhớ đừng có dưới mức cần thiết. Là sao? Có nghĩa là đơn giản được rồi, mà đừng có đơn giản mà quá là dưới mức cần thiết. Mà nếu mình có thể kẹt quá mà phải phức tạp đó, thì cũng đừng có phức tạp quá mức cần thiết. Mình nghe nó hiểu không nữa, khổ rồi. Ngày xưa như vậy tôi sợ giảng qua thoát là bởi vì mình nói mình không biết bên kia họ có nghe không, hay là nó dắt cả đi ngủ sập mẹ trùm mà đi ngủ ráo, có một mình ngồi thức giữa đêm đêm tối cuộc đời. Cho nên là tôi nhắc lại là đời sống ta phải đơn giản, có lúc ta phải chấp nhận phức tạp, nhưng mà nếu có đơn giản thì nhớ đừng có dưới mức cần thiết, mà nếu có phức tạp thì cũng đừng có quá mức cần thiết. Mọi thứ phải ở cái mức độ cần và đủ. Mọi thứ phải ở mức cần và đủ. Cần là sao? Là cái gì không thể thiếu được thì gọi là cần. Còn đủ là cái nghĩa là sao? Có nghĩa là không dư và cũng không thiếu. Đó thì nó gọi là đủ. Mà dư thì không tốt. Dư là cái gì đó cần phải bỏ ra bớt, còn thiếu là cái gì đó cần phải thêm vô. Mà ở đây tôi thích những cái câu định nghĩa nó ngắn như vậy mà cho nó nói chuyện nhau chặt chẽ như vậy. Dư nghĩa là không có, dư nghĩa là phải lấy ra bớt, mà thiếu nghĩa là phải thêm vô, hoặc như là lớn nhất nghĩa là sao? Lớn nhất nghĩa là ngoài nó ra không còn cái gì nữa gọi là lớn nhất, mà nhỏ nhất là bên trong nó không còn cái gì nữa thì gọi là nhỏ nhất. Các bạn nghe kịp không? Nhỏ nhất có nghĩa là bên trong nó không còn cái khác, mà lớn nhất nghĩa là bên ngoài nó không còn cái khác. Mà tại sao tôi làm khó quý vị như vậy? À, bởi vì những cái chỗ này phải chặt chẽ với nhau như vậy thì nó mới ok. Ở đây cũng vậy, cần là đủ, cần làm sao, cần nghĩa là thiếu không được, mà đủ làm sao, đủ có nghĩa là không dư cũng không thiếu. Mà dư làm sao, dư có nghĩa là phải lấy bớt ra, mà thiếu làm sao, thiếu là phải thêm vô. Đấy, cho nên mọi thứ ở trong đời sống, dầu tinh thần phải thêm nha, dầu tinh thần hay vật chất cũng phải điều như vậy. Năm căn của hành giả, năm căn của hành giả là tính tấn nhịn định tuệ, mà nó có cầu sục thì cũng không có đắc chí gì hết, phải nói như vậy, không có đắc chí gì hết, mà phải quân bình, nó phải thăng bằng, nó phải cân bằng với nhau thì mới đắc chí được. Có nghĩa là không có cái nào mà nó mạnh quá mạnh hoặc quá yếu nha. Thì cái lợi dưỡng của hạnh cũng vậy,
Cái khổ hạnh là coi như là tự làm khổ mình bằng cái thiếu, mà còn cái lợi dưỡng nó là tự làm hư mình bằng cái dư. Mà trung đạo là sao? Là không có dư, không có thiếu, không có quá nặng về bên phải, không quá nghiêng về bên trái nha. Tôi nhắc lại, khổ hạnh là quá thiếu, mà lợi dưỡng thì quá dư. Mà ở đây cái chúng ta nhớ cái chuyện mình mà mình trong đời sống thường nhật của mình ấy, mà đi nấu ăn ấy, cũng phải ngay cái người mà nội trợ cũng phải biết cái luật này. Cái gì quá dư và quá thiếu thì nó cũng không làm nên món ăn ngon, thì nói chi là cái đời sống tinh thần của mình. Đấy, nói chi là cái đời sống tinh thần của mình. Cho nên cái bài kệ này nè là kêu gọi những cái điều mà tôi vừa nói đó. Mà ở đây đặc biệt có một câu mà tôi rất là thích: đời sống có lúc cần sự đơn giản và cũng có lúc phức tạp. Nếu cái đơn giản, trời, tôi chưa bao giờ tôi thấy một cái con người mà nó cao siêu hơn cái bà này. Cái câu người ta mà nói viết như vậy: thương nhau mà đã bằng mười hãy nhau. Đời sống có lúc cần có sự đơn giản và cũng có lúc ta phải phức tạp. Mình nên nhớ là nếu đơn giản thì đừng có dưới mức cần thiết, mà nếu phức tạp thì đừng có quá mức cần thiết. Mà đi nuốt mất một chữ bỏ túi làm của riêng, bỏ túi làm của riêng, một cái chữ mà coi như là cực kỳ quan trọng như thế này. Nếu có đơn giản thì đừng có dưới mức cần thiết nữa. Nhắc lại nữa, nó đã tào lao rồi mà còn tái bản tập 2. Nếu đơn giản nữa, tức là càng dư là nó càng trật. Nếu mà đời sống cần có, phải có sự đơn giản và có lúc chúng ta phải chấp nhận sự phức tạp. Nếu có đơn giản thì đừng có dưới mức cần thiết, mà nếu có phức tạp thì đừng có quá mức cần thiết. Tại mọi thứ nên ở mức cần và đủ. Đấy, đây là cái nội dung bài kinh. Đây là nội dung bài kinh. Có bao nhiêu đó mà làm không xong, mình người ta nói sẵn cho mình rồi. Ok, bây giờ nó đã quá đủ rồi. Xin kính chào chư tôn đức và xin chào quý phật tử, hẹn ngày mai các bạn.